Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình tổ chức bộ máy, kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay của Ban. Chuyển đổi số, xu thế phát triển tất yếu của ngành du lịch. Cây xóa đói giảm nghèo cho người dân Điện Quan. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 11, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có cuộc làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình tổ chức bộ máy, kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay của Ban. Cùng dự có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ viên chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về tình hình tổ chức bộ máy, hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo đó, ban gồm 1 trưởng ban, 4 phó trưởng ban, 3 phòng với tổng số 30 cán bộ công chức. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức bộ máy cán bộ đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và một số nhiệm vụ công tác khác. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu kịp thời, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch. Đặc biệt là sau đại hội, tiến hành sắp xếp kiện toàn các chức danh cấp ủy, chính quyền gắn với công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tham mưu kiện toàn công tác tổ chức tinh gọn bộ máy, công tác cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Lào Cai năm 2020. Tại cuộc làm việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, đảm bảo thực chất hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị chủ động đề xuất và nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, quy định, chủ trương, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là đối với các đơn vị chưa hoàn thành sắp xếp theo phương án đã duyệt. Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đơn vị quan tâm quy hoạch và chọn cử cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị tập trung đảm bảo tiêu chuẩn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần quan tâm, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu về tổ chức cán bộ xây dựng đảng. Đặc biệt, cần rà soát đánh giá các mô hình, từ đó đề xuất phương án phù hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ trên các mảng công tác cụ thể của tổ chức bộ máy, đào tạo, sử dụng cán bộ. Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả toàn diện của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thời gian qua, khẳng định cán bộ là khâu then chốt của then chốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng cũng như tổ chức triển khai có hiệu quả đề án xây dựng đội ngũ cán bộ công chức các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn, chủ động tham mưu sẵn sàng cho bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, chú trọng kế hoạch luân chuyển cán bộ diện cấp ủy quản lý, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở. Một cái nội dung nữa là về cái công tác phát triển công tác đảng viên, công tác xây dựng đảng, tổ chức cơ sở đảng. Thì tôi đề nghị các đồng chí rà soát lại xong tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo về cái việc này. Chấn chỉnh về cái này, tăng cường cái này. Nói thật là sức mạnh của đảng là gì? Có hai thứ sức mạnh phải sử dụng tối đa sức mạnh của đảng. Một đó là công tác cán bộ. Tổ chức, nếu ông mà làm không tốt là chúng ta có thể nghiên cứu để xem xét, điều chuyển, luân chuyển, điều động. Cái thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Mong muốn các đồng chí, ban tổ chức nói chung và các ban đảng nói chung là liên tục phải suy nghĩ để đổi mới. Nếu chúng ta mà không đổi mới thì cái suy ngẫm, suy nghĩ như các đồng chí vẫn nêu ấy, ta lúc nào cũng đi sau, tức là không theo kịp được. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp tốt với các cấp ủy đảng trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp, đặc biệt quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo gắn với bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ khối đảng,
đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tác động chính sách và giải pháp chuyển đổi số trong du lịch ứng phó với dịch COVID-19. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, trong bối cảnh dịch COVID-19 đã và đang có tác động tiêu cực, mang tính toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới, thì xu thế và yêu cầu chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh ngày càng trở nên rõ nét và cấp bách. Yêu cầu đặt ra hiện nay đó là phải hành động quyết liệt để đưa các chủ trương, chính sách, các giải pháp chuyển đổi số trong du lịch đến cộng đồng các doanh nghiệp du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển thích ứng với xu thế chung. Theo đánh giá của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, dịch COVID-19 đã diễn ra đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020. Do đó hoạt động du lịch của tỉnh Lào Cai đã bị ảnh hưởng nặng nề. Lượng khách trong quý 1 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Trước thời điểm mở cửa du lịch trở lại vào ngày 28 tháng 4, lượng khách đến Lào Cai chỉ đạt 625.000 lượt khách. Tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2020, lượng khách đến Lào Cai đạt khoảng 1,8 triệu lượt, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu đạt khoảng 6.200 tỷ đồng, giảm 69% so với lũy kế cùng kỳ năm 2019, đạt 79% so với kế hoạch điều chỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện chuyển đổi số nhằm hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19. Bộ ba ứng dụng bản đồ số du lịch, cổng thông tin du lịch, ứng dụng du lịch thông minh do VNPT cung cấp giai đoạn vừa qua cũng đã phát huy tác dụng trong việc tạo kết nối giữa người dân với doanh nghiệp du lịch, lữ hành, từ đó đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của du khách, dần tiến tới mục tiêu chuyển đổi số mạnh mẽ lĩnh vực du lịch. Đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn vừa qua đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về chuyển đổi số và thực hiện chuyển đổi số khá sớm. Bởi đây là xu thế tất yếu, giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý, nhân lực vận hành, đặc biệt là việc tiếp cận khách hàng được nhanh hơn. Tại hội thảo, các chuyên gia về chuyển đổi số, marketing, nông nghiệp cũng đã tổ chức tọa đàm xu thế chuyển đổi số trong hoạt động du lịch nhằm giải đáp những nội dung còn vướng mắc của các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh chuyển đổi số. Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Yên vừa tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; đồng chí Phạm Hồng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh và huyện Bảo Yên. Nội dung diễn tập được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1, diễn tập phần cơ chế; giai đoạn 2, diễn tập thực hành chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Tình huống giả định được đặt ra vào 10 giờ ngày 24 tháng 11, người dân thôn Ba Là, xã Xuân Thượng phát hiện có lửa cháy thuộc khu rừng do người dân quản lý ở điểm cao 363. Ngọn lửa gặp cơn gió mạnh, nhanh chóng bốc cao và lan rộng. Nếu không dập tắt kịp thời sẽ cháy lan vào diện tích rừng tự nhiên. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng huyện Bảo Yên đã triển khai ngay các phương án chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ.
Nhờ có sự hiệp đồng tác chiến, các lực lượng tham gia chữa cháy đã khẩn trương triển khai các phương án khoanh vùng đám cháy. Sau gần 2 giờ, đám cháy được dập tắt, không để lan ra rộng. Cuộc diễn tập đã giúp cho các lực lượng chức năng của huyện Bảo Yên rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, từ đó làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chủ động sẵn sàng đối phó khi có tình huống xảy ra. Kết thúc chương trình diễn tập, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đánh giá buổi diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của huyện Bảo Yên đạt loại xuất sắc. Phát biểu kết luận diễn tập, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương các lực lượng trên địa bàn của huyện Bảo Yên đã phối hợp chặt chẽ, chủ động để chương trình diễn tập thành công tốt đẹp. Đồng thời yêu cầu chính quyền, nhân dân và đặc biệt là các lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng cần phát huy kết quả và khắc phục hạn chế tồn tại của chương trình diễn tập để ứng dụng, ứng phó với tình hình mới có thể xảy ra trong thời gian tới, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên tặng giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình diễn tập. Sáng ngày 25 tháng 11, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tập huấn về công tác hồ sơ nghiệp vụ trong Công an Nhân dân. Hội nghị tập huấn dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Tham gia hội nghị có gần 400 học viên là đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt 6 chuyên đề quan trọng trong công tác hồ sơ nghiệp vụ. Thông qua hội nghị lần này sẽ nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, lãnh đạo chỉ huy, đồng thời trang bị bổ sung thêm những kiến thức mới, phương pháp hữu ích về công tác hồ sơ gắn với công tác nghiệp vụ, để tiếp tục hướng dẫn công an các đơn vị địa phương thực hiện tốt quy định của Bộ Công an về công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an Nhân dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phối hợp với tổ chức Hevitat tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng và bàn giải pháp quản lý chất lượng giống dược liệu bền vững trên địa bàn tỉnh. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Nghiên cứu Trồng và Chế biến Cây Thuốc Hà Nội, Viện Dược liệu, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh dược liệu trên địa bàn tỉnh. Lào Cai hiện có khoảng 850 loại cây thuốc trong tổng số 3.948 loại thực vật có công dụng làm thuốc, 70 loại cây thuốc quý hiếm thuộc diện bảo tồn. Diện tích trồng dược liệu toàn tỉnh hiện có là 2.300 ha, sản lượng đạt 16.000 tấn. Trong đó, 76 ha đang áp dụng thực hành tốt phương pháp trồng trọt và thu hái cây thuốc đạt tiêu chuẩn GACP, WHO cho 4 loại cây là atiso, chè dây, cây đương quy, xuyên khung. Cả tỉnh hiện có 4 cơ sở chế biến dược liệu với các sản phẩm dược liệu tươi, sản phẩm đã qua chế biến và sản phẩm dược liệu khô. Thực tế cho thấy việc trồng và sản xuất dược liệu tại Lào Cai hiện còn gặp nhiều khó khăn như chưa có đơn vị chuyên sâu tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất giống cây dược liệu. Giống phục vụ nhu cầu sản xuất hiện nay chưa được chuẩn hóa, chưa phải là giống ưu thế, một số chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại hội thảo, các đại biểu tham luận đánh giá về tiềm năng và giải pháp phát triển cây dược liệu trên địa bàn như xây dựng các mô hình theo hướng bảo tồn và phát triển cây dược liệu bền vững, thu hút doanh nghiệp dược liệu đầu tư phát triển sản phẩm, sử dụng nguyên liệu bản địa, xây dựng một số cơ sở ươm và nhân giống dược liệu tại một số khu vực trồng dược liệu tập trung, đầu tư cho cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất giống, khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia cung ứng giống, vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra theo chuỗi khép kín, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm dược liệu của Lào Cai. Xác định quế là cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian qua, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên đã tuyên truyền vận động nhân dân tập trung phát triển, mở rộng diện tích trồng quế. Tính đến thời điểm hiện tại, Điện Quan là một trong những địa phương có diện tích trồng quế nhiều của huyện Bảo Yên, đạt trên 1.000 hecta. Từ trồng quế, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Chị Triệu Thị Xính về làm dâu ở thôn Cốc Nghè, xã Điện Quang trong một gia đình đông anh em. Những năm đầu mới về làm dâu, thấy đất đồi trồng sắn không hiệu quả, chị Xính đã chăn trở muốn tìm loại cây gì có thể mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Nghĩ là làm. Năm 1989, chị Xính đã về huyện Văn Yên của tỉnh Yên Bái để mua giống cây quế về trồng thử.
Khi đó ở Cốc Nghè chưa có ai biết trồng quế. Cây quế giống không có bầu đất, chỉ nhổ lên mang về nên trồng xuống cây chết rất nhiều. Thấy vậy, chị Xính không mua cây giống nữa mà mua hạt giống, học cách gieo ươm, đóng bầu, trồng mỗi năm một ít. Gia đình chị Triệu Thị Xính đã có cả rừng quế xanh tốt. Trước đây chỉ biết làm nương, làm ruộng, chăn nuôi thôi. Về sau thì đất đồi rộng và thấy nhiều nơi trồng quế rất hiệu quả nên tôi quyết định đi tìm giống quế về trồng từ năm 1989. Trồng quế được 4 đến 5 năm tỉa lá bán trước, 6 đến 7 năm tỉa cây dần cho thưa ra thì mới có ánh sáng chiếu xuống tận gốc cây thì cây mới lớn nhanh, vỏ quế mới dày. Trồng các loại cây lâm nghiệp thì trồng quế có giá trị kinh tế cao hơn nên tôi vẫn tiếp tục trồng quế. Nhận thấy nhiều hộ dân trong thôn Cốc Nghè phát triển kinh tế hiệu quả từ cây quế. Năm 1991, gia đình ông Triệu Phúc Kinh cũng mạnh dạn chuyển đổi 1 hecta diện tích trồng sắn, ngô kém hiệu quả sang trồng quế. Sau quá trình trồng, chăm sóc, đời quế của gia đình ông phát tán rộng, cành lá sum suê và đặc biệt cho nhiều tinh dầu hơn so với trồng quế ở vùng khác. Những năm tiếp theo, gia đình ông Kinh tiếp tục trồng mới. Đến nay, gia đình ông đã có tới hơn 10 hecta quế. Diện tích này đã mang lại nguồn thu từ việc tỉa cành lá để bán. Tôi trồng quế để bán lấy tiền nuôi con ăn học, xây nhà và mua ô tô, công nông để tự trở lá quế, thân quế của nhà mình và của bà con đến tận xưởng bán được tiền cao hơn. Tùy mỗi năm nếu cần nhiều tiền thì khai thác trắng, còn không hàng năm chỉ tỉa bán thôi. Trung bình mỗi năm cũng thu được khoảng 100 triệu đồng. Hiện cây quế được trồng ở cả 9 trên 9 thôn bản của xã Điện Quan. Trong đó tập trung nhiều nhất tại 3 thôn, Cốc Nghè, Bản Trang 1, Bản Điện. Hiện toàn xã có trên 1.000 hecta quế, trong đó có hơn 200 hecta diện tích đạt trên 3 năm tuổi. Năm 2018, riêng thu nhập từ quế đã mang lại cho nhân dân địa phương trên 12 tỷ đồng. Kinh tế phát triển, đời sống được nâng cao, nhân dân đã đầu tư chỉnh trang nhà cửa, tự nguyện đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Trong vài năm gần đây thì bà con nhân dân nhờ cái quế này thì bà con cũng đã mua được ô tô, xây được nhà rồi sắm sửa được những cái trang thiết bị ở trong gia đình tối thiểu. Cây quế này thì đem lại cái lợi nhuận kinh tế cũng là rất cao và ổn định cho bà con nhân dân ở đây. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ấm no hơn từ trồng quế là tín hiệu đáng mừng của Điện Quan hôm nay. Tuy nhiên, để sản phẩm quế đạt chất lượng có sức cạnh tranh ngoài thị trường với giá cả ổn định, các cấp, các ngành và đặc biệt là chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc xây dựng và phát triển vùng quế hữu cơ, cũng như chú trọng phát triển các mô hình sản xuất quế gắn với chế biến và liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị của loại cây trồng này, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đôm, thành phố Lào Cai hiện đang thi công những hạng mục cuối cùng để bàn giao và đưa vào sử dụng. Dự án kè sông Hồng chống sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đôm, thành phố Lào Cai do liên danh công ty Việt Tramex Lào Cai đầu tư và xây dựng Lào Cai Bắc Hà thi công. Công trình được khởi công vào đầu tháng 12 năm 2019, có chiều dài 295m. Với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Theo cam kết, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời gian 450 ngày. Để đảm bảo tiến độ, trong quá trình thi công, các đơn vị nhà thầu đã tăng cường tối đa máy móc thiết bị, nhân lực để phục vụ thi công, mở thêm các mũi thi công. Một giải pháp quan trọng mà đơn vị thi công đề ra là tranh thủ thời tiết thuận lợi sẽ thi công phần móng ngầm. Nếu xảy ra sự cố lũ bất thường vẫn có thể thi công các hạng mục trên cao tránh được việc gián đoạn. Tính đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 98% khối lượng công việc, đảm bảo đúng tiến độ mà chủ đầu tư yêu cầu. Dự án đầu tư xây dựng công trình kè bảo vệ chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, đoạn cầu Phố Mới, cửa suối Ngòi Đôm là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng chống lũ, đồng thời góp phần giúp thành phố Lào Cai mở rộng phạm vi quy hoạch đô thị, tạo cảnh quan và không gian cho đô thị thành phố.
Hội khỏe phù đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 8 đang diễn ra sôi nổi hấp dẫn. Với tinh thần tập luyện, quyết tâm thi đấu của các đoàn vận động viên, nên các môn thi đấu tại Hội khỏe phù đồng năm nay đều diễn ra đúng tiến độ với những trận đấu chất lượng. Đây là trận chung kết nội dung đẩy gậy nam, hạng cân 44kg, trung học phổ thông. Giữa vận động viên Sùng Xeo Hướng của trường trung học phổ thông số 2 huyện Mường Khương và vận động viên Sùng Thảo Báo, trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bát Sát. Với tình yêu dành cho môn thể thao truyền thống cùng quyết tâm chiến thắng, cả hai vận động viên đã thi đấu hết mình dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Kết quả với sức khỏe và kỹ chiến thuật tốt hơn, vận động viên Sùng Xeo Hướng đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho trường trung học phổ thông số 2 huyện Mường Khương. Đạt được huy chương vàng về cho trường phổ thông số 2 Mường Khương, cảm thấy rất vui, rất phấn khởi. Trong nhiều môn thể thao em đã chọn môn thể thao đẩy gậy vì em rất thích môn thể thao truyền thống này. Cái giải lần này là một cái giải rất là lớn, rất nhiều nội dung để các em được tham gia, được cọ sát, và đặc biệt là qua cái giải này thì cái tinh thần, đặc biệt là giao lưu học hỏi giữa các thầy cô ở các trường phổ thông, các trường dân tộc nội trú ở trong tỉnh Lào Cai, và đặc biệt là các em học sinh, là các em được khẳng định mình ở rất nhiều các cái môn. Và đoàn số 2 Mường Khương cũng đã chuẩn bị cả về tâm thế, về con người và về cơ sở vật chất để các em đạt kết quả cao nhất. Mặc dù mới ở những ngày đầu tiên thi đấu của Hội khỏe phù đồng, nhưng có thể dễ dàng thấy được chất lượng chuyên môn của các vận động viên tại Hội khỏe phù đồng lần này được nâng lên rõ rệt, có sự đồng đều giữa các huyện, thị, thành phố. Với tinh thần nhanh hơn, cao hơn, xa hơn, các vận động viên của các đoàn đều thể hiện được quyết tâm cao trong thi đấu, nhưng vẫn giữ được những nét đẹp trong sáng của thể thao học đường. Đây là lần đầu tiên tham gia hội khỏe, em thấy rất là đông, các bạn rất là đông, và khi thấy các bạn rất là hừng hực, em cũng hơi căng thẳng khi mà đứng trong cái hội trường như vậy. Và em cũng vừa đấu xong một trận ạ. Đấy, và em cảm thấy là các bạn đánh khá tốt, trình độ cũng cao. Vâng, thông qua hội khỏe thì thứ nhất thì em nghĩ là mình có thể nâng cao được cái tinh thần thể dục thể thao của học đường. Và thứ hai là em có thể được giao lưu, gặp gỡ được với rất nhiều các bạn ở trên toàn tỉnh. Và được đấu với các bạn em cảm thấy rất là vui ạ. Với số lượng gần 3.500 vận động viên tham gia tranh tài tại 12 môn thi đấu, cùng những gì mà các vận động viên đã thể hiện trong những ngày qua, hội khỏe lần này là một minh chứng đánh dấu sự phát triển của phong trào giáo dục thể chất trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Giải leo núi chinh phục đỉnh Lào Thần lần thứ 4 năm 2020 do huyện Bát Sát tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào 7 giờ sáng ngày 28 tháng 11 năm 2020 tại khu vực công ty Hoa Lợi, sân bay Phìn Hồ, thôn Phìn Hồ, xã Y Tý. Đến thời điểm này đã có 260 vận động viên đăng ký tham dự giải. Ngoài vận động viên các địa phương trong tỉnh, giải leo núi còn thu hút sự quan tâm của vận động viên các tỉnh thành cả nước như Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình. Giải leo núi chinh phục đỉnh Lào Thần là sản phẩm du lịch độc đáo của huyện Bát Sát. Thông qua giải leo núi nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, quảng bá hình ảnh đẹp, điểm du lịch hấp dẫn của huyện Bát Sát đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước, thu hút các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư và tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Đây cũng là một trong những hoạt động kích cầu xúc tiến quảng bá và xây dựng sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.